1969 tháng 7. Thì lúc bây giờ đoàn nghệ thuật Việt Nam đi biểu diễn ở Paris về. Và một cái điều hạnh phúc nhất là bác đã cho toàn bộ anh em đi biểu diễn Paris được gặp bác ở nhà nước, nhà khách chính phủ. Thì 6 người mà được bác tặng bia nhà ngồi trên. Còn lại toàn bộ anh em là ngồi bên dưới. Ngồi bên dưới thì chờ đợi bác, mong ngóng bác. Vì biết là bác sẽ ra gặp đoàn nghệ thuật đi biểu diễn về. Mọi người mong ngóng và chờ mãi, không thấy bác đâu. Cuối cùng thì có một anh bảo, bác ơi. Thế mọi người bị dồn mắt vào. Thì thấy bác, nhưng bác không đi được. Bác bị liệt hai chân tháng 7 thì hai bên vực bác ra và đưa bác lên ngồi ở chỗ mà 6 người để chuẩn bị ở bác. Thì tôi ngồi một bên và chị Thanh Huyền ngồi một bên, bác ngồi nhìn bác. Tôi biết là chỉ có tôi mới là người được gặp bác nhiều nhất và gần nhất, tức là 68 tôi gặp bác vẫn còn chống gậy cơ mà, vẫn còn chống cái bác to cơ mà. Bây giờ gặp bác mà không chống bác to nữa bây giờ, và bác là phải hai người rút ra rồi, đặt đưa bác lên. Rồi tôi ngồi bên cạnh bác, bác hỏi thế nào. Thiên nhiên, con sống khác có buông không, có đông Việt Kiều không, Kiều bào ta có vui vẻ không? Tôi bảo thưa bác, Việt Kiều đông lắm và mà mọi người đều phấn khởi vui vẻ và tự hào, vì trước đây người ta nói rằng khi bước chân ra Pháp, ra ngoài phố, người ta gọi Anamit, người ta gọi chúng tôi là Anamit, người ta không gọi chúng tôi là người Việt Nam. Nhưng từ khi có vai đoàn của bác Xuân Thủy sang, và bây giờ là con đoàn nghệ thuật Việt Nam sang biểu diễn nữa, thành ra chúng tôi tự hào. Tự hào thì chúng tôi ra đường chúng tôi ngửa mặt đi, chứ chúng tôi không phải cứ bắt xuống đi. Từ đến bây giờ thì chúng tôi sung sướng lắm rồi. Chúng tôi được Bộ trưởng Xuân Thủy, được bà Nguyễn Thị Bình, được đoàn nghệ thuật Việt Nam rồi sang biểu diễn ở Paris làm chúng tôi tự hào lắm. Chúng tôi sung sướng lắm. Đấy, đại khái như thế. Thì người ta nói như thế. Đấy là thì tôi cũng kể lại với bác như vậy. Bảo thưa bác, đấy con sang thì Việt Kiều người ta nói với con như thế. Hôm nay con cũng được nói lại với bác như vậy. Thế bác ạ, thế con ngâm thơ của bác thì như thế nào? Bố ui dồi ôi bác ơi, con ngâm một câu là một tràng vỗ tay, hai câu là hai tràng vỗ tay, và sáu câu là sáu tràng vỗ tay, và cứ dầm dập nhá hát. Yêu cầu con ngâm lại. Con nghĩ không phải con ngâm hay, mà chính thơ của bác hay. Thơ của bác hay quá, nên là con ngâm con cũng phải chảy nước mắt, con cũng phải khóc, con cũng cảm động thật sự. Nên là con cũng đã lấy được cái tình cảm của khán giả ngồi dưới để nghe con hát, nghe con ngâm. Cái chuyến đi Kim Liên thì như thế.